Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B đến từ thương hiệu rất nổi tiếng của Nhật Bản quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Nissan Sunny phiên bản XV Premium S quý bạn nhé, phiên bản cao nhất rồi. Phiên bản này là phiên bản số tự động quý vị và các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này mới lăn bánh được hơn 6 vạn km thôi quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 365 triệu đồng quý vị và các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Nissan Sunny 2018 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Nissan Sunny 2018 này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tiếp tục theo dõi video ạ.
Mm-hmm.